Trang phóng npm cách install cách trừ trừ xếp Munter. Đây nó sẽ là cái thư viện để giúp chúng ta lấy ảnh trên cái server. Cài cho mình cái thư viện này. Munter. MULTER. Munter. Xong chưa? Cài xong chưa? Rồi. Cài xong rồi sau đó các bạn sẽ vào trong cái file index row này, index.js, các bạn thêm cho tôi cái đoạn này vào. Munter bằng require munter, path require path, storage bằng munter, disk storage, callback là bằng chấm sược public sược upload. Thư mục nó như thế này. Cái destination ấy, đó là cái nơi mà cái file của các bạn nó sẽ tiến hành đẩy lên và lưu trữ ở trong đấy. Không, tôi đoạn này. Từ cái Munter được đây. Nơi chứa ảnh của bạn. Thì có Munter 4. Các bạn có thể copy cái đoạn này từ trong cái trang của Munter. Các bạn search cái từ express github.com này, search express.js, search Munter. Sau đó kéo xuống dưới một tí, nó sẽ có cái chỗ để chúng ta cài. Đây các bạn có upload Munter này. Xong rồi nó có một cái đoạn là cái đoạn storage. Đâu nhỉ? Và storage đây. Và storage. Copy cái đoạn này về. Hoặc là có thể chép. Đây là chỗ để copy cho nhanh nhé. Còn các bạn có thể chép lại cái này cũng được. Không sao. Xong chưa?
khác ở đâu? À, cái này gì? Khác cái đoạn cuối này. Các bạn để ý này, cái path này. Con nhìn nó lấy cái gì đây? Lấy ra cái đuôi ảnh. Lấy ra cái chấm JPG, chấm MOV hay là chấm MP4 của các bạn. Nó lấy ra đuôi ảnh từ cái original name. Cái original name này nó chính là cái tên gốc của ảnh. Được chưa? Thì ở đây nó cái hàm này nó có tác dụng gì? Nó trả ra cái tên ảnh. Cái fill ấy, các bạn nhìn cái fill name đúng không? Tí nữa các bạn sẽ đặt cái fill, cái name của cái input file nó là cái gì thì nó sẽ lấy luôn cái tên fill đây đặt vào đây. Cộng với cái ngày tháng năm, sau đó cộng với cái đuôi file. Được chưa? Còn không thì các bạn có thể làm theo giống như ở trên nghiệm được, ở trên GitHub cũng được, không sao. Được chưa? Xong đến đây chưa? Chưa thì xong đi. Hả? À? Đúng rồi, đấy là cái thư mục chứa ảnh. Hả? Xong chưa lâu thế? Cái này các bạn cứ giữ lại thôi. Viết một lần sau rồi sau này cứ lúc nào cần dùng thì lôi ra. Chứ không phải viết đi viết lại nhiều nữa đâu. Hả? Tớ đã bảo đi thi, tớ cho không dùng mạng cái đen mà lại. Ừ, dùng gì dùng. Quan trọng là lúc thi nó có lỗi gì đấy, đề thi chỉ khác đi một tí có sửa được không? Cho dùng tên tên tem luôn mà. Bảo trước rồi còn gì bảo từ bao đời rồi thì nhỉ? Dùng lát mình. Không phải dùng máy ở trường thì đến bao giờ không phải cài xong môi trường vậy. Xong chưa? Xong chưa? Ôi nha, tiếp tục này. Cái gì? Mày ơi cái gì?
Tiếp theo này, chúng ta sẽ tạo ra một cái route mới. Ví dụ như ở trên phần route get homepage này, tôi sẽ tạo ra một cái route .get. Đây là upload form chẳng hạn như vậy. Function nhận request, respond và next. Thì ở đây nó sẽ tiến hành là return address res.render, ra một cái view là view upload form.ejs, ví dụ thế. Để thị ra cái form thôi. Thiếu chữ em, thiếu chữ r. Chúng ta sẽ có thêm router nữa. .post là upload form, thì save upload form này. Xong nhá. Ở đây chúng ta sẽ return ra res.send res.file.filename. Đó nhỉ. Đâu nhỉ? Đây. Chúng ta có upload bằng mounter, storage bằng cái biến storage chúng ta config ở phía trên. Single cái field là cái avatar chẳng hạn. Avatar. Chạy xong cái này thì chúng ta sẽ có hàm upload. Có hàm upload. Thì cái hàm này, các bạn chờ tôi tí nhá. Hàm này nó sẽ có là request rest for function. Đây. Request rest và function như này. Ở trong này chúng ta sẽ lấy ra được là rest.send file name. Như thế này. Nó hiển thị ra được cái tên file của chúng ta. Tên file upload lên. Để tôi đẩy lên trên tí các bạn copy nhá, cho nó nhanh. Chúng ta có đầu tiên này, cứ vào cái upload form, upload trừ form. URL là upload trừ form thì chúng ta sẽ hiển thị ra một cái giao diện để giúp chúng ta đẩy cái file lên. Tiếp theo, khi mà cái file, cái form ở cái giao diện ở phía trên nó submit lên ấy, thì nó sẽ lên là save upload. Ở trong này chúng ta tiến hành là có tạo ra một cái biến là va upload bằng cái đối tượng mounter. Trong cái mounter này chúng ta có cái phần storage là cái nơi chúng ta config ở phía trên này. Sau đó chúng ta tiến hành là chọn cái single này là update một ảnh, upload lên một ảnh thôi, chúng ta còn có là upload multiple nữa cơ. Và cuối cùng khi mà upload xong thì nó sẽ chạy cái hàm thực thi cái hàm upload này. Thực thi cái hàm upload này và nó sẽ vào cái, nó sẽ có những cái tham số là request này, respond này và function. Nếu có lỗi thì hiển thị lỗi, còn nếu không thì chúng ta sẽ rest là respond ra, hiển thị ra cái rest.filename, rest.file.filename. Đấy là cái rest, request file.filename, xin lỗi các bạn.
request file.file lên. Chúng ta thử nhá. Các bạn chỉ cần biết sửa cái này là 1 này. Và nhớ config cái phần ở phía trên này là 2 để chúng ta có thể lên được cái file thôi. Còn nếu mà upload thành công thì chúng ta xử lý code tiếp nằm ở trong này. Bây giờ tôi up thử một cái file nhá. Thì trước hết chúng ta phải có cái file là upload form.ezs đã. .ezs xong. Ở trong này tôi sẽ có một cái form. Form này nó sẽ gửi action lên cái save upload. Save upload method là post. Thì khi mà chúng ta xác định là sẽ upload một cái form lên, một cái file lên ấy, thì trong cái form của chúng ta sẽ phải có thêm cái thuộc tính là increase type bằng multipath sược form data. Phải có cái này thì chúng ta ở cái form của chúng ta mới gửi được dữ liệu dạng file lên nhá, chứ còn không có nó là không gửi được đâu. Sau đó chúng ta sẽ ở trong này chúng ta sẽ có một cái input, đây là file này, cái text thôi, input dạng file có name là avatar, không có value và liếc gì cả. Và cuối cùng chúng ta có một cái button type submit, đây là save file. Rồi xong, chúng ta sẽ truy cập vào cái đường dẫn là upload form. Localhost 3000 sược upload. Wow. Upload form. Yeah, đúng rồi mà. Sai gì nhỉ? Clear. Rồi. Upload form. Ở sao không tìm thấy nhỉ? Chờ tí. Copy cái này. Hả? Đây là cái form này. Rồi, xong, hiển thị ra này. Chọn một cái file Doãn Chí Bình.jpg. Chọn đi. Sau đó chúng ta phải xem cái form của chúng ta nó gửi đi đâu. Đây là cái form này, form gửi lên là save upload với method là post. Gửi lên. Lại không thấy. Lại thiếu cái sược. Wow, xong ra gì ta? Đây, chúng ta nhìn này. Đúng là cái ảnh này không? Nãy chưa có, nãy tôi mới có một cái web developer thôi đúng không? Đây. Xóa đi, đây có mỗi cái web developer thôi, để đây nhá. Bây giờ upload lại này. Ví dụ tôi sẽ chọn một cái ảnh nào khác đi. Sinh viên Poly Image, Soft Skill đi. Chọn cái ảnh này. Soft Skill nhá. Lên rồi. Có cái đúng cái ảnh soft skill vừa rồi không? Là ít ra khác đâu mà khác. Đúng mà. Đây cái ảnh soft skill 1 đây đúng không? Có giống nhau không? Thì là ảnh nó đã lên trên server rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc là lưu nó vào trong cái cơ sở dữ liệu thôi. Bởi vì các bạn thấy nó tên nó khác đúng không? Tên nó khác đây này. Nó vẫn là đuôi đấy nhưng mà tên nó khác. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà tôi đẩy cái config cái phần storage này này, là cái phần lưu trữ file ấy, các bạn nhìn thấy cái gì đây này? Tên file, cái file name nó sẽ bằng cái file upload lên này chấm field name. Field name là cái field mà tôi sẽ lấy dữ liệu từ nó ấy. Ví dụ ở trong cái màn hình vừa rồi tôi để nó avatar đúng không? Đây này, name bằng avatar đúng không? Và tôi xác định là tôi sẽ lấy cái file kia từ cái field là avatar ở dưới cái form.
cho nên là nó sẽ lấy luôn cái avatar này, nó đưa vào trong cái tên là field name ở đây, cộng với cái ngày tháng năm chuyển sang dạng là số number ở trong JavaScript, cộng với cái đuôi file của nó. Đuôi file của nó là đuôi .jpg đấy. Được chưa? Bây giờ các bạn có thể là copy một cái file nhạc lên cũng được. Ví dụ như sau. Ví dụ tôi lên MP3 chẳng hạn. Được bảo không vào được nha. Đây rồi. Tùy âm đi. Tải về. Sao tải được nhỉ? Rồi xong rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành là up cái file tùy âm kia lên. Reload này. Download. Đây tùy âm này. MP3 nhá. Open. Đưa lên. Các bạn thấy không? Nó thành chính cái avatar luôn. Avatar trừ cái ngày tháng năm cộng với đuôi MP3, nó giữ lại được đuôi của cái file. Và bây giờ cái file này khi đã đưa lên server thì chúng ta vẫn chạy nó như bình thường. À, đâu nhỉ? Document này. MB Note này. Được đúng không? Hả? Được chưa? Thì là chúng ta đã đẩy được file lên rồi. Thế bây giờ nếu mà trong tôi đưa cái này vào trong cái form mà update hoặc là insert dữ liệu thì tôi sẽ lưu cái gì ở trong cơ sở dữ liệu? Thì các bạn để ý này, khi mà lấy xong thì khi mà upload file lên xong, chúng ta có thể lấy được cái tên file ở đây. Đáng lẽ đấy tôi để là console log thì sẽ lấy được. Thì bây giờ tôi sẽ đưa cái này vào trong cái nào nghe, tôi sẽ đưa cái này vào trong cái việc save product chẳng hạn. Thì tôi sẽ up chọn và upload file này, save storage feature image đúng không? Ở trong này tôi sẽ lấy ra được một cái feature image bằng là request.file.filename. Đây là cái tên biến đúng không? Thì chúng ta sẽ sược vào đây là upload sược request file file name. Đây tôi để nó sược trước này nữa. Copy cái này và viết xuống cả phía dưới của thằng request file name của phần insert nữa. Bây giờ các bạn xem là tôi cái này tôi vẫn làm như lúc nãy thôi nhá, nhưng mà code save dữ liệu tôi để ở trong file hàm upload của nó, tức là khi upload xong thì tôi sẽ hiển thị dữ liệu, tôi sẽ lưu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Thì bây giờ tôi sẽ vào up vào trang chủ này, reload, tôi update cái tủ lạnh, thấy chưa, đẩy cái ảnh lên. Sinh viên Poly. Đây mobile app. Open ra. Save lên. Không có gì xảy ra đúng không? Tức là nó đã chạy được hoàn toàn như kia rồi. Thì vậy thì chúng ta phải kiểm tra xem là cái dữ liệu đã lên chưa. Đây là cái ảnh vừa rồi. Thì đã lên rồi nhá. Bây giờ các bạn xem DB nó lưu trữ cái gì. Tủ lạnh. Các bạn thấy này. Upload bằng feature cái gì gì đấy. Bây giờ chúng ta vào cái đường dẫn. Localhost 3000. Sược upload feature image. Ra cái ảnh chưa? Bây giờ tiếp theo chúng ta làm cái gì? Ở ngoài cái index.jpg ấy thì chúng ta thay cái src này. Thay phần này bằng cái data y. Bằng cái data y. Cột là cột feature image. Gạch dưới image. Width vẫn bằng 200 pixel. Bây giờ chúng ta quay lại cái danh sách sản phẩm. Thằng này mỗi mình có nó có thôi đúng không? Có những thằng khác không có.
Bây giờ tôi sửa tiếp, thằng này máy giặt. Máy giặt nó sẽ bằng cái hình đây, cái hình ngôi nhà này. Được chưa? Chọn cái này. Graphic design hiển thị ra. Nếu mà bây giờ tôi không lưu cái gì thì sao? Chết luôn. Đúng không? Tèo luôn. Bởi vì nó không có file up lên mà nó sẽ không đẩy vào trong cái hàm upload của chúng ta. Đâu nhỉ? Đây, nó sẽ không vào trong file này. Không vào trong cái hàm này bởi vì chúng ta có lưu cái gì đâu. Đúng không? Thế vậy thì sao? Không lưu giờ xử lý sao? Nghĩ thử coi. Chúng ta thử để và ở đây một cái biến là upload file bằng string rỗng hoặc là bằng null, thay cho cái việc là chúng ta làm ở đây, thay cho cái việc này thì chúng ta vứt cái này xuống dưới có được không? Vứt cái này xuống dưới và ở đây upload file thì chúng ta sẽ để ở đây là cái request file rest, đúng không? Chúng ta sẽ có cái upload file. À từ từ, không xử lý như này được, chúng ta Ctrl Z lại. Đây, quay trở lại, lúc này tôi vẫn lưu được nhá. Thì upload file rest. Từ từ thử, tôi thử console log xem đã. Xem có chạy được không. DB connect này tôi cũng phải comment nó vào. Console.log ra đây cái request.file.filename. Để như này thôi. Chúng ta coi. Console log ra lỗi. Đúng không? Nó không có cái này cannot read property. Tức là khi mà upload không thành công nó vẫn vào. Tức là nó không, chúng ta không up file lên nó vẫn vào nhưng mà nó sẽ không có cái file name này. Đúng không? Bởi vì nó không đọc được cái thuộc tính là property mà. Back lại. Reload này. Xem đã chạy chưa. Rồi ok. Đây. Nó bằng undefined. Chúng ta sẽ có như sau, khi mà làm cái việc vừa rồi chúng ta sẽ có như sau. Chắc chắn nó sẽ vào trong file upload này. Nhưng mà còn có file hay không chưa biết. Chúng ta sẽ if cái request.file khác với undefined thì chúng ta sẽ có cái câu SQL, chúng ta sẽ có cái câu var if này request.body.id nó khác với null thì chúng ta sẽ có var SQL bằng cái câu lệnh ở đây update cái này. Từ bình tĩnh. Có gì đó sai sai. Chờ tí nhá. Để tôi sắp xếp lại cái logic của nó cho nó hợp lý hơn đã. Đây. Vẫn là logic như cũ nhá. Đây, trong trường hợp nó insert được dữ liệu. Chúng ta sẽ có bỏ cái này đi này, tạm thời bỏ cái này đi đã này. Tạm thời bỏ cái này đi đã và bỏ cả cái phần upload file ở đây đi đã. Bỏ cả cái dấu ngoặc đi. Thì ở đây, đây là khi mà chúng ta thực hiện câu lệnh update, ở đây thực hiện câu lệnh insert đúng không? Chấm phẩy này. SQL nó sẽ cộng bằng cái câu where này nữa. Rồi. Nhưng mà nếu chúng ta ở giữa cái câu này chúng ta if cái
request.file khác với undefined thì cái câu SQL này nó sẽ cộng bằng với cái string là phẩy cách feature image bằng với request file name, request file và file name. Ở dưới này cũng vậy, ở dưới này thì đến đây tôi dừng, tuy nhiên tôi sẽ hiển thị thêm một cái if này nữa. If request file name khác undefined thì tôi sẽ cái câu lệnh SQL của tôi nó sẽ bằng thêm là phẩy, thêm như thế này, và ở đây tôi cũng sẽ phải ngắt nó ra. SQL nó sẽ cộng bằng với cái chuỗi này. Và ở đây, ở đâu? Vào cái chuỗi này chứ nhỉ? Rồi ok, thì tôi đã bình tĩnh. Vì sao phải ngắt? Bởi vì nếu mà bình thường không có file mà chúng ta nhúng cái này vào đây thì là nó không có cái phần tử file và file name, đúng không? Nó undefined mà, cho nên nó không có name để dính vào thì nó lỗi. Đấy là một cái. Trong trường hợp thứ hai ở dưới thì nếu mà chúng ta không có ảnh để chúng ta nhét cái feature image vào làm gì, đúng không? Hoặc là nếu mà không có, các bạn vẫn có thể làm được cái việc như thế này, vẫn là feature image nhưng mà chúng ta phải bắt buộc phải gán cho cái giá trị cuối cùng bằng null, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ có là value này, chúng ta ngắt, nếu mà có thì bằng cái này, còn nếu mà không có else, không có thì SQL nó sẽ cộng bằng với cái sược sược phẩy null, và tất cả đều phải có đóng ngoặc, thằng này cũng phải có đóng ngoặc thì mới hình thành được câu lệnh SQL. Bây giờ chúng ta check cái câu s console log ra cái câu SQL. Trước khi xếp xuống, tôi sẽ comment cái phần xếp này vào để xem nó ra cái gì. Back lại. Đây trong trường hợp update nhé, không có ảnh. Đẩy lên. Câu SQL của chúng ta là update product set name máy giặt detail máy giặt where ID bằng 3 này. Được chưa? Bây giờ trong trường hợp tôi tiến hành cái up ảnh lên mobile app thì câu SQL của tôi nó sẽ là update product set detail này feature image. Wow, sao lại bằng undefined ta? Sai rồi. Có ảnh cũng sai. Nếu mà require khác undefined feature image, có đúng là file name nhỉ? Đây nhá, tức là khi không up ảnh, đây có hai trường hợp là khi không up ảnh thì chúng ta không update cái feature image, đúng không? Nếu up ảnh thì phải nhét thêm cái đường dẫn của cái feature image vào, được chưa? Thì đấy là cái phần này nó rất là nó khá là khó hình dung. Undefined request file. Hả? Cũng đúng, chúng ta có thể là va file name nó sẽ bằng là cái request.file. Nếu mà bằng với undefined thì cái biến file name kia sẽ bằng request.file.filename. Còn nếu không thì bằng null. Cho nên ảnh null cũng được. Thì chúng ta sẽ giữ lại được câu lệnh ban đầu, đúng không? Cũng không hẳn là giữ được lệnh ban đầu đâu. Thì đánh bắt buộc phải ảnh mặc định thôi. Rồi tạm thời cứ để như này đã.
Where. Rồi chúng ta có phần SQL này bằng insert into product này, feature image này. Đây để value bằng như này. Request body. Đưa cái này lại lên như cũ cũng được. Request body. Đây không để là, đây sẽ để là file name. Chẳng phải ở đây. Console log SQL. Trở về ban đầu, nhưng mà cái file name này, một nó bằng null, hai là nó bằng tên file ảnh mới. Để tôi xem nó có được không đã. Chẳng chạy. Không có gì này. Request file. Field file name not found. File. Đấy, mình để như nào nhỉ? Chờ tôi tí nhé, để tôi xem lại xem cái request file name này nó bằng cái gì. Console.log. Undefined này. Vậy thì là phải undefined từ tận cái request file. True. Nếu thằng này bằng true. À, viết ngược. Tôi bị viết ngược. Đây. Feature image bằng null này. Trong trường hợp tôi upload ảnh lên. Open. Thì cái đường dẫn nó sao vẫn bằng undefined nhỉ? Sao nó vẫn bằng undefined nhỉ? Request file. Nó không biết hòa. Đúng ta? Tôi coi lại này. À đúng không? Chữ file name, chữ n có biết hoa. Được rồi, xong. Chúng ta sẽ có lưu vào DB. Đây. Graphic design. Xong ra. Được này. À. Đường dẫn sai. Đường dẫn phải là upload. Rồi được. Thì đây là cái phần chúng ta sẽ upload ảnh lên server.
bằng cái Munter và cái Node.js của chúng ta, Express.js. Nếu mà các bạn upload bằng Node thuần ấy, nó còn vất vả hơn rất là nhiều lần. Như này nữa là đã là nhẹ nhàng rồi. Thì tôi sẽ đẩy code lên nhá, các bạn thực hành luôn cho tôi xem là có được không. Đằng nào hôm đi thi cái này nó sẽ là cái quyết định điểm 10. Còn ai không cần 10 thì cũng không cần học làm gì cả. Đi thi các bạn sẽ được mang lab của mình. Cứ thay thôi. Nhưng mà được, cứ thay thôi. Chỉ 2 bảng thôi. Tiếng rưỡi. Một tiếng rưỡi. Không khó mà. Chỉ đi sửa lại là được. Toàn sửa code thôi mà. Chứ không cần thiết phải hiểu hết đâu. Đẩy lên, code đẩy lên rồi đấy. Các bạn thử đi. Thử luôn đi. Đi thi luôn luôn là có, tôi nói ngắt rồi, đi thi sẽ thường được là có hai bảng. Một bảng cha và bảng con, giống dạng là danh mục và sản phẩm ấy. Nó sẽ là hai bảng như vậy, các bạn nên chuẩn xóa cho hai bảng đấy. Và thường thường lên bài những điểm người đó là thường là cái bảng con. Bảng con mình hay gọi. Thì là chúng ta áp được cái ảnh thêm cho cái phần bảng con đấy là chúng ta sẽ có 10. Code thì gần như là hết rồi còn gì nữa. Cái nhúng những cái file CSS thì Java giao diện thì chúng ta sẽ được sử dụng Bootstrap nhé. Bootstrap 3. Có đấy. Có chứ. Tôi đã bảo rồi, phải tính cả điểm giao diện nữa. Giao diện thì có Bootstrap gì nữa. Đã trang bị đến tận răng rồi còn gì. Không thì các bạn có thể cốt thuật. Được. Ngoài cầm. Thank you.
Thank you.